Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Văn ban Việt Nam phụ trách vùng châu Á Thái Bình Dương trong APF Nguyễn Thúy Anh. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng các vị đại biểu đến từ các phân ban khu vực châu Á Thái Bình Dương của APF cùng các vị đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế trong khu vực tham dự phiên khai mạc hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á Thái Bình Dương. Quốc hội Việt Nam đánh giá cao vai trò của APF với các mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ dân chủ, nhà nước pháp quyền, tôn trọng quyền con người, duy trì và phát triển sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa. APF đã tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động quốc tế khởi xướng và triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các thể chế nghị viện, đặc biệt là trong cộng đồng Pháp ngữ. Hội nghị chúng ta ngày hôm nay diễn ra ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ DRS3 Tunisia với những định hướng chiến lược mới, mở ra triển vọng kết nối trong đa dạng, ứng dụng công nghệ số, tăng cường sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, nâng cao vai trò của phụ nữ và thanh niên, hướng tới phát triển đoàn kết trong khuôn không gian Pháp ngữ vì một tương lai tốt đẹp. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, hội nghị lần này diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, nằm ở vị trí trung tâm miền Trung Việt Nam, là trung điểm của ba di sản văn hóa thế giới nổi tiếng và là một trong những cửa ngõ quan trọng xa biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đến các nước trong khu vực Đông Nam Á thông qua hành lang kinh tế Đông Tây. Đồng thời thông tin đến hội nghị về những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương thành viên vùng châu Á Thái Bình Dương trong APEC. Trong thời gian vừa qua, hoạt động đối ngoại của thành phố đã và đang có những bước khởi sắc và với nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế quy mô lớn được tổ chức thành công. Tiêu biểu là việc tổ chức thành công tuần lễ APEC năm 2017. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 103 thỏa thuận đã được ký kết. Trong bức tranh đó, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Những sự kiện âm nhạc, điện ảnh Pháp, ngày hội Pháp ngữ, các hoạt động hữu nghị hợp tác diễn ra thường xuyên tại thành phố Đà Nẵng chính là minh chứng cho những nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức Pháp ngữ và thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Văn ban Việt Nam phụ trách vùng châu Á Thái Bình Dương trong APF Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, xuất phát từ mối quan hệ lịch sử, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ từ những ngày đầu thành lập. Từ hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ Hà Nội 1997 và việc tham gia nhiều hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF là minh chứng cho quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế, cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố cộng đồng Pháp ngữ. Kể từ năm 1991, sau khi trở thành thành viên chính thức của Liên minh các nghị sự nói tiếng Pháp, thông qua phân ban Việt Nam trong APF, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tham gia các hoạt động của APF với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác vì sự phát triển chung giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Đây là lần thứ 4 hội nghị được tổ chức ở Việt Nam.